có một cụ ông 70 tuổi vẫn miệt mài khởi nghiệp với nghề nông. Ông hiện đang sở hữu hai vườn bưởi diễn, tổng diện tích gần 3 hecta, một vườn 5 năm tuổi, một vườn 14 năm tuổi đạt chứng nhận Việt Gáp. Mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng vạn trái bưởi, lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Lão nông này chính là ông Lê Hữu Diện ở xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Để có được thành quả như hiện tại, một phần rất lớn có được từ khi ông Diện tham gia chương trình khởi nghiệp của kênh VTC16 và được chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật. Điều đặc biệt gì đã đến với ông? Hãy cùng tiếp tục theo dõi hành trình làm giàu của nhân vật rất đặc biệt này trong chương trình Sao Thần Nông hôm nay. Nếu mà tuổi sung sức thì như vậy là nó đỡ mệt hơn. Nhưng mà tuổi cao như thế này thì nó có cái mệt. Nhưng mà trong cái mệt đó, nhưng mà đam mê và phấn khởi thì cái mệt đó nó lại qua đi mất rồi. Thế sau nghỉ ngơi cái thì cái mệt đó nó không còn nữa. Mà nhìn lại cái thành quả của mình thì mình quá là cảm thấy như vậy là mỹ mãn và tuyệt vời. Mỗi buổi sáng vợ chồng ra nhìn thấy cây, nó có hoa, có quả thì chúng tôi rất là thích. Vừa thích lại vừa thích cả lao động nữa. Thích lại càng hăng say để làm. Nếu mà không làm là người nó yếu lắm. Đó là lý do, dù đã ở tuổi 70, ông Diện cùng vợ của mình vẫn ngày ngày miệt mài lao động bên vườn cây với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những trái bưởi an toàn và chất lượng. Ông Lê Hữu Diện sinh năm 1954. Cả cuộc đời ông gắn bó với ruộng đồng, nhưng trước đây ông chỉ canh tác theo tập quán cũ, ít ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác nên hiệu quả chưa cao. Tháng 12 năm 2017, sau một lần theo dõi chương trình khởi nghiệp trên VTC16, nhận thấy chương trình đã mang đến những kiến thức thực tế hết sức quý báu cho nông dân, ông Diện đã mạnh dạn viết đơn tham dự, dù biết rằng tuổi không còn trẻ. Đảng, nhà nước và chính phủ hiện nay đang như vậy là khuyến khích người nông dân đi như vậy là đúng hướng. Thứ nhất là cái sản phẩm như vậy là sạch, chất lượng ngon. Mà như vậy là không những cạnh tranh ở trong nội địa mà còn cạnh tranh với cả thị trường quốc tế. Thế cho nên là cái mục tiêu mà hướng là tôi mơ ước là như thế. Cho nên tôi xin vào chương trình khởi nghiệp. Tháng 1 năm 2018, ngay khi tiếp nhận hồ sơ của ông Diện, ban tổ chức chương trình đã ưu tiên khảo sát gia đình ông. Vì trong thư gửi chương trình, dù tuổi đã cao, nhưng ông đã cho thấy quyết tâm muốn được tư vấn để làm ra những trái bưởi an toàn phục vụ người tiêu dùng. Làm đơn xin tham gia chương trình khởi nghiệp ấy, thì rất là kỳ vọng được chương trình như vậy là chấp nhận. Cứ mong mỏi thì một thời gian sau thì bắt đầu được tin như vậy là chương trình chấp nhận, thì lúc này rất là phấn khởi và cho đến bây giờ đang như vậy là thực hiện là phấn đấu. Vụ bưởi năm 2018, sau hơn một năm kiên trì áp dụng theo những kiến thức mà chuyên gia Đinh Văn Đức của kênh VTC16 tư vấn, vườn bưởi của gia đình ông Diện, bà Toan đã có sản lượng rất ổn định, khoảng 20kg một cây, tăng 30% so với trước đây. Ông Diện thu lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Từ khi tham gia chương trình khởi nghiệp, là thứ nhất là tự tin và mở rộng tầm nhìn, giao lưu học hỏi và cứ thế như vậy là phát triển. Còn trước kia mà chưa như vậy là tham gia thì mò mẫm chắp vá, nó rất là vất vả, hiệu quả rất là thấp. Sang năm mới này đã có chương trình khởi nghiệp về giúp vợ chồng tôi, thì vợ chồng tôi cũng để sang năm 19 này là chúng tôi cũng rất là cố gắng làm để cho nó có hiệu quả, rất khoát là nó phải có hiệu quả hơn năm 18. Những nỗ lực của gia đình ông Diện đã được tiến sĩ Đinh Văn Đức, người trực tiếp tư vấn kỹ thuật cho ông Diện, đánh giá rất cao. Từ một người thường xuyên đi theo lối mòn của tập quán canh tác cũ, ông Diện đã dần cập nhật và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật một cách bài bản. Tôi nghĩ là nếu mà bản thân ông Diện mà chấp hành đầy đủ, thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của tôi từ đầu đến giờ, thì tôi cho rằng là sau cái vụ này thì chắc chắn ông cũng sẽ trở thành những cái chuyên gia để giúp cho bà con nông dân mà cùng sản xuất cây bưởi như mình ở trong khu vực thì có thể là thực hiện. Những chiếc tem mác thể hiện nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm được ông Diện dán lên từng trái bưởi.
dù còn thô sơ, nhưng đã cho thấy tư duy sản xuất rất cấp tiến, bắt kịp nhu cầu thị trường của lão nông 70 tuổi này. Không chỉ nâng cao giá trị trái bưởi, ông Diện còn mạnh dạn thành lập hợp tác xã để quảng bá và tạo thương hiệu cho trái bưởi An Toàn quê mình. Gia đình tôi là một gia đình nông nghiệp, nhưng mà hướng thiện. Cho nên là cái mục tiêu của hợp tác xã tôi và mục tiêu của chúng tôi sản xuất là sạch, đảm bảo cho người tiêu dùng và sức khỏe cho người sản xuất. Thế thì từ cái sạch thì như vậy là chúng tôi như vậy là phát triển sang như vậy là cuộc sống. Thì cái đức là hàng đầu. Xong đức đã được thì như vậy là sẽ được hậu. Mà đức hậu đã được rồi thì lưu quang tức là lưu danh. Những thành công đó, một phần rất lớn có được nhờ quy trình canh tác an toàn, bài bản mà chuyên gia khởi nghiệp đã tư vấn cho gia đình ông Diện. Cùng với đó là sự đồng lòng của cả gia đình. Cắt tỉa cành, tạo tán cho cây bưởi thông thoáng để cây dễ dàng hấp thụ và quang hợp ánh sáng được tốt nhất. Dù đã trồng bưởi được 14 năm, nhưng chỉ đến khi chuyên gia cầm tay chỉ việc, ông Diện mới nhận thấy hiệu quả của công việc này. Đấy, cắt tại vị trí này. Nó thành chành đã mô sẹo ở đây. Cắt cành thì tôi đã nói rồi, là chúng ta phải vào những ngày trời nắng, tạnh, ráo thì chúng ta cắt, chứ không cắt vào những ngày mưa. Tôi vắt ra ngoài một tí. Trước không biết là cắt như vậy là ở ngoài. Trước kia chưa tham gia chương trình toàn chắp vá. Sau khi tham gia chương trình rồi lúc ý mới yên tâm, mới tự tin. Giờ ta bên ngoài cắt ngược lên đi để cho nó khỏe. Đấy. Chưa từng biết đến kỹ thuật này trước đó, bà Toan, vợ ông Diện, tỏ ra rất lo lắng. Lúc ý thì tôi thấy là cắt những cả cành to quá thì tôi cũng thấy sợ sót. Thì tôi cứ nghĩ là các ông chuyên gia là làm về đúng thì các ông mới làm. Nếu không đúng thì các ông không dám làm. Thụ phấn bằng tay cho hoa bưởi. Một kỹ thuật quan trọng giúp tăng tỷ lệ đậu trái mà ông Diện chỉ được biết khi tham gia chương trình khởi nghiệp. Mỗi mùa hoa, ông Diện cùng vợ của mình đều ngày ngày ra vườn từ sáng sớm để đảm bảo thụ phấn cho hoa đúng thời vụ. Cái quan trọng nhất là đúng thời điểm và hoa nở đúng thời vụ. Còn nở trước cũng rụng hết, nở sau cũng là rụng, không đạt được yêu cầu. Và từ khâu để thụ phấn cho quả và để cho quả nó được sai quả thì là chúng tôi đều kết hợp. Hai vợ chồng đều kết hợp vào để làm để cho nó có hiệu quả. Không chỉ có vậy, rất nhiều các kỹ thuật quan trọng khác như bón phân cân đối, phun thuốc phòng trừ các loại sâu bệnh nguy hiểm trên cây bưởi, giờ đây đều được gia đình ông Diện ứng dụng một cách thành thục. Cho nên năm nay em rất tự tin. Cho nên là thầy như vậy là đưa cái gì em ghi nhận luôn. Mà ghi nhận là đại thành công luôn. Thế nhưng, để có được thành quả như hiện tại, bản thân ông Diện và gia đình cũng đã phải trải qua rất nhiều những thăng trầm và thất bại. Thời điểm tháng 4 năm 2018, khi đó vườn bưởi của gia đình ông Diện vừa trải qua giai đoạn rụng quả sinh lý đợt 2. Giai đoạn này quả đã to và có sức chống chịu tốt hơn, thế nhưng chúng lại bị rụng rất nhiều. Tôi lấy cụ thể chẳng hạn như quả này, đây, bị chích. Vâng. Xong đó bây giờ chảy nhựa ra đây. Vâng. Đây, nhựa bám hết trên vỏ quả này. Vâng. Như thế là sau khi nó chích hút nó tạo vết thương rồi thì nấm bệnh nó xâm nhiễm vào đây và nó gây ra, cho nên nó gây ra chúng ta biết là cái chỗ đó xung quanh đó là bị vàng, bị biến vàng. Vì thế cho nên đây là do sâu bệnh gây hại. Vâng. Nguyên nhân của vấn đề này là do ông Diện lơ là không phòng trừ sâu bệnh cho cây bưởi trong giai đoạn quả non. Thay vì đạt từ 150 quả một cây thì những cây bưởi chỉ đạt từ 50 đến 60 quả một cây. Mấy năm trước thì số quả của gia đình trên cây là ít nhất là 80 quả và bình quân là 100 quả.
Thế nhưng năm nay thì là nó sụt mất sản lượng, dự kiến năm nay chỉ có bình quân 50 quả. Không chỉ vụ bưởi năm 2018 mà những vụ bưởi trước đó của gia đình ông Diện cũng đã bị thiệt hại do sâu gây hại, cùng với đó là những bất lợi của thời tiết. Chỉ tính riêng vụ bưởi năm 2017, gia đình ông đã bị rụng mất 4.000 quả bưởi, thiệt hại tương đương khoảng 80 triệu đồng. Và một đối tượng hại khác cũng khiến ông Diện lao đao, đó là nhện đỏ. Hậu quả của nhện đỏ đã gây thiệt hại lớn cho ông Diện trong vụ bưởi năm 2018 vừa qua. Quả bị rám vỏ, mẫu mã quả xấu khiến cho giá thành không được cao và không đủ tiêu chuẩn cung cấp vào siêu thị. Đây, tỷ lệ quả bị nám rất nhiều. Đây, anh thấy. Vâng. Này, quả bị nám hết không? Vâng, vâng. Đấy, vâng. Nó nám cho nên mã nó rất xấu, phải không nào? Vâng, đúng ạ. Còn nguyên tắc là nếu mà quả nó không bị nám, thì chúng ta thấy là với vỏ quả nó phải như thế này. Vâng ạ. Đây, đây mới là quả nó không bị nám này. Sang vụ bưởi năm nay, ông Diện đã thực hiện triệt để việc cắt tỉa cành tạo tán cho cây thông thoáng, giảm nơi cư trú của nhện, đồng thời phòng trừ sâu bệnh cho cây chu đáo. Tôi đã như vậy là tập kết tất cả vật tư như thầy Đức đã hướng dẫn, đầu tư vào thoải mái, hiện nay vật tư vẫn còn dư thừa. Cái dư thừa này để nay mai như vậy là nhìn quả, nhìn cây, mà như vậy là số lượng quả trên cây nó quá nhiều mà cây yếu thì bắt đầu bón tiếp. Mà cây nào như vậy cân đối đủ rồi thì là thôi. Mà quyết định năm nay phải mỗi một cây ra 150 quả đến 200 quả. Mà đang có biện pháp như vậy là còn chống cành và bắc giáo. Năm nay là làm như thế. Và bọc hết các quả để nhập vào siêu thị. Năm 2019, để hạn chế sâu bệnh và khắc phục những bất lợi của thời tiết, vườn bưởi được đầu tư thêm hệ thống tưới phun sương tự động. Và điều đặc biệt, hệ thống này do chính tay con trai ông Diện tự tay thiết kế và lắp đặt hệ thống vận hành. Thì để cho giúp bố mẹ là sau là thứ nhất là tưới, thứ hai là phun thuốc cho cây là cũng chỉ cần đứng một chỗ bật máy là xong. Như thế nó rất là nhàn. Chúng tôi rất là phấn khởi mà cũng tự hào với người con. Trước kia chúng tôi đi bơm nước, khoi té tát, chẳng chỗ thì nó khô, chỗ thì nó đóng quá. Cơm như vậy là không được ăn. Mà có ăn thì cũng vội vội vàng vàng. Như đến bây giờ thì chỉ cần như vậy là gì? Đấn nút điện hoặc là đến cái giờ đó tự nó bật, nó chạy. Mình vẫn ngồi ăn cơm đàng hoàng. Hệ thống tưới phun sương tự động ngoài việc cung cấp được đủ nước cho cây sẽ giúp rửa trôi sương muối, mưa axit khi thời tiết bất lợi, cũng như rửa trôi nhện đỏ hại cây, làm giảm mật độ côn trùng tấn công. Việc đưa hệ thống tự động vào sản xuất không chỉ giúp ông Diện, bà Thoan đỡ vất vả hơn trong việc chăm sóc vườn bưởi, mà còn thể hiện tư duy cấp tiến, tiết kiệm sức lao động và mang lại hiệu quả cao của anh Sơn. Vì sau này, anh cùng với những anh em của mình sẽ tiếp quản sự nghiệp của bố mẹ. Hiện tại thì bây giờ tôi vẫn đang làm ở công ty dược. Thì hướng phát triển sau này, ví dụ bố mẹ mà tuổi cao không làm được nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng để tiếp quản sự nghiệp rất là tâm huyết của bố mẹ. Những cái khó khăn nhất của ban đầu thì bố mẹ đã tạo dựng rồi. Giờ chỉ có chăm sóc và thu hái. Cái điều đó nó như vậy là vận dụng vào khoa học kỹ thuật. Thì cái điều đó là cái lẽ như vậy là tất nhiên. Cháu nó cũng rất là phấn khởi để nó, nay mai nó cũng tiếp cận để nó làm cho theo vợ chồng nhà tôi. Ở tuổi 70, ông Diện không những được sự hậu thuẫn, đồng lòng từ người vợ của mình, mà còn có sự động viên và giúp sức rất lớn từ những người con. Và chắc chắn, cùng với sự đồng hành của khởi nghiệp, thành công sẽ đến gần hơn với gia đình họ. Vụ bưởi năm 2019 này, ông Diện đang có vườn bưởi trĩu quả, hiện đang trong giai đoạn quả non, hứa hẹn một vụ bưởi thắng lợi.